Bữa nay mình mua được một túi táo đỏ Hòa Điền Tân Cương nè mọi người. Mọi người muốn mua táo đỏ thì cứ nhấn vào giỏ hàng bên dưới nha. Ở trên bao bì có ghi nguồn gốc xuất xứ. Táo đỏ Hòa Điền được sinh trưởng trên sa mạc Hòa Điền Tân Cương, nơi có nắng trung bình hơn 15 giờ mỗi ngày. Chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là 20 độ C. Không bị các chất ô nhiễm công nghiệp ảnh hưởng, vì vậy cho ra những trái táo đỏ siêu to, hoàn hảo, lành mạnh và nguyên bản. Nói chung mình cảm thấy chất lượng khá là ổn á. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ ăn thử táo đỏ nha. Đây là vuông táo đỏ Hòa Điền của Kiều Travel và mình đã mua được ở trên TikTok. Một túi như thế này là 1 kg và size này là tầm khoảng 70 trái 1 kg mọi người. Đây nè mọi người, trái rất là to ha. Và mình đã đếm thử xem là có đúng 70 trái hay không và mình đã coi là đúng là chuẩn nha mọi người. Cái vỏ bên ngoài thì nó giòn giòn xốp xốp, còn bên trong thì nó mềm dẻo và rất là thơm. Có một cái hậu hơi nhẵn nhẹ mọi người. Cái vỏ thịt rất là dày. Hạt táo rất là nhỏ luôn nè mọi người. Và một ngày thì mình sẽ ăn tầm khoảng 3 trái. Hoặc là mình sẽ hãm trà để uống. Mình sẽ hãm trà táo đỏ cùng với trà là để tạo vị ngọt tự nhiên nha mọi người. Trà là này mình nhập ở bên Nhật cho nên là trái rất là to và chất lượng. Để hãm 1 lít trà táo đỏ mình sẽ dùng nửa trái trà là nha mọi người. Dưỡng chất trong trái trà là cũng khá là cao nên mỗi ngày mọi người uống một bình trà táo đỏ kết hợp với trái trà là sẽ rất là tốt cho sức khỏe á. Với táo đỏ thì cách bảo quản cũng rất là đơn giản, chỉ cần bảo quản nơi nhiệt độ thấp, mát, thoáng và đặc biệt là cần tránh ánh nắng mặt trời nha mọi người. Trong táo đỏ có chứa protein, lipid, đường, canxi, phosphor, sắt và các loại vitamin như A, C, B1, B2. Với các công dụng rất là bổ ích như là bổ sung khí huyết, tăng cường sinh lực, tốt cho dạ dày, hỗ trợ lợi khuẩn trong ruột, giảm nguy cơ tiểu đường, ổn định đường huyết, ngừa ung thư, hồi phục sức khỏe sau sinh, làm đẹp da và giúp cho mình được ngủ ngon. Táo đỏ dùng để chưng yến hoặc là nấu chè dưỡng nhan, dùng trong các món hầm hoặc là nấu súp cũng rất là bổ dưỡng. Nó được coi là một thần dược đối với phụ nữ luôn á mọi người. Vị trà rất là thơm luôn mọi người. Nếu ai mà cố gắng duy trì mỗi ngày một ly trà táo đỏ như thế này thì thật sự sẽ rất là tốt cho làn da, mái tóc cũng như là sức khỏe của chị em phụ nữ chúng ta. Và cái phần thịt táo đỏ mà mình ngâm hẳn trà mọi người mình vẫn có thể ăn lại được nha. Cũng rất là ngon. Ok, bye bye mọi người.